Chào mừng quý anh chị, cô chú và các bạn đang quay trở lại với video bất động sản trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em là Hoàng đây. Thì cũng như tiêu đề và hình ảnh anh chị đã xem, video ngày hôm nay mà Hoàng giới thiệu cho anh chị là một miếng đất chính chủ anh Nam đang cần kêu bán. Và sau khi anh chị xem hết được video này, thấy phù hợp với nhu cầu và tầm tài chính của mình, thì liên hệ trực tiếp với anh Nam qua số điện thoại là 0942316280 đã thể hiện trên màn hình. Ngày hôm nay địa phận Hoàng đã đứng nằm tại ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Miếng đất mà anh Nam gửi cho em quay thì rất là đẹp luôn anh chị, và giá thì anh Nam kêu siêu rẻ. Có thể nói là một miếng đất nằm ở quy hoạch khu dân cư, lên thổ cư được, rồi diện tích rất là lớn mà giá một mét ngang chỉ có khoảng trên dưới 31-32 triệu mét thôi, thì tìm rất là khó nha anh chị. Đây là công trường trước đất của mình, có lộ giới hoạch là 11 mét, tiêm đường vào mỗi bên là 5 mét rưỡi nha, chạy ra chỉ khoảng độ 300-400 mét thôi là đụng đường DT786 bên ngoài rồi, và di chuyển về ủy ban xã là chưa đầy 1 cây số luôn nha anh chị, ủy ban nhân xã Long Chữ. Đấy, ở khu vực này là có dân cư, nó chạy vào trong là thêm 2-3 cái nhà nữa. Rồi, tiếp theo sau đây thì xin mời anh chị xem được sổ sách của lô đất này trước khi đi vào review thực tế nha. Tình trạng quỹ sổ là chính chủ đang nằm tại nhà, nếu mà anh chị có nhu cầu mua thì có thể là công chứng sang tên ngay trong ngày luôn anh chị. Vị trí của nó, hoặc nhắc lại là nằm tại ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, cách đường DT786 là đường liên tỉnh chỉ khoảng độ 300-400 mét, đi trên cung đường Đá Mi, còn di chuyển về ủy ban dân xã Long Chữ là chưa đầy 1 cây số. Nói chung vì bán kính khu vực xung quanh đây, ủy ban xã, trạm y tế, trường học, cây xăng, tiệm tạp hóa, chợ đầy đủ ở khu vực này nha anh chị, khu vực dân cư hiện hữu nữa. Tổng diện tích sử dụng lô đất ngày hôm nay là 1987,2 m2, gần 2 công đất, chỉ thiếu khoảng 10 mấy m2 thôi anh chị. Trong đây thì nó sẽ xen kẽ đất trồng nước còn lại là OK và đất nuôi trồng thủy sản. Thì những loại đất này cứ miễn nằm trong quy hoạch khu dân cư thì sẽ phù hợp được lên thổ cư thoải mái luôn nha anh chị. Thì theo cái lời mà anh Nam chia sẻ lại với em, ảnh đã nạp đơn lên xin chuyển mục đích lên thổ cư của lô đất này. Đấy, thì hiện tại là khu vực này Hoàng cũng đã kiểm tra quy hoạch lại rồi. Thông tin đến anh chị là khu này có thể lên full 100% thổ cư luôn. Đấy. Và để chính xác hơn thì sau khi anh chị xuống xem đất thực tế và gặp trực tiếp anh Nam thì mình có thể cùng anh Nam để vào cơ quan địa chính ở xã. Mình check lại vấn đề quy hoạch một lần nữa coi Hoàng nói đúng hay không ha. Đấy, đó là bên mặt thông tin. Còn sau đây là hình dạng thửa đất. Đây anh chị, lô đất là gần 2 công với một cái thế đất vuông vức rất đẹp ha. Mặt tiền của nó tiếp giáp đường đất, có lỗi quy hoạch là 11 m, tính vào tim đường mỗi bên là 5 m rưỡi nha anh chị. Một tí Hoàng cho anh chị xem cái trích lục, anh chị sẽ nắm rõ hơn. Mặt tiền tiếp giáp là 44 m, rất là dài. Hai cạnh dài vào một cạnh ngắn là 40 m, cạnh dài là 48 m, bờ đất nở ra là 45 m nha anh chị. Đó, trong đây thì xen kẽ đất lúa ca và đất nuôi trồng thủy sản. Và hướng đất ngày hôm nay là hướng chính nam. Rồi sau đây Hoàng sẽ cho anh chị xem được cái sơ đồ trích lục của lô đất này nè. Và cái trích lục địa chính này là đang trong quá trình thủ tục xin lên thổ cư anh chị. Nó có để rõ cái hàng chữ là vị trí xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư nè. Đó anh chị thấy không? Thì khu vực đất này và miếng đất này luôn phù hợp cho anh chị nào đang có nhu cầu tìm đất rẻ lên thổ cư, làm lại mặt bằng và phân lô la bán nha anh chị, thì rất là đẹp. Hơn nữa là vị trí gần cái tỉnh lộ lớn và gần ủy ban nhân dân xã nữa. Xã Long Chữ là một trong những cái xã điểm có tình hình giao dịch bất động sản cũng khá là sôi động nha anh chị trong cái giai đoạn trước. Còn cái giá trị mà lên thổ cư tại vị trí này, cung đường đất này thì tương đối cũng rẻ chứ không có mắc nha. Anh chị có thể điện trực tiếp cho Nam tham khảo luôn. Rồi bây giờ thì xin mời chị cùng Hoàng ra ngoài review thực tế lô đất này. Và đây, mặt tiền của nó sẽ bắt đầu từ cái trụ bên đây nè anh chị, ngay trụ này, kéo dài 44 m tới cái trụ đằng kia luôn. Đó. Và dài vào 40 m, đụng hàng cao su, nở ra 45 m, và tới cái trụ này kéo dài lên, dài nhất là 48 m. Bên đây đất ta nha, còn bên trái đất mình. Cạnh bên đây là dài xuống là 48 m nè, dài nhất nè anh chị, tới cái hàng cao su ở phía sau. Nói chung thì ranh giới lô đất này cũng khá là rõ ràng. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cái phần mặt tiền nha. Như trên sổ nãy anh chị đã xem đó, có nuôi trồng thủy sản thì tất nhiên là trong đất của mình sẽ có một cái ao nha anh chị. Đất này thì một nửa là đất gò, một nửa là đất ao trong đây. Đó, thể hiện rõ ràng ha. Anh chị mua về thì có thể là san lấp mặt bằng lại phần này để lên phụ cư và phân lô. Còn không anh chị thì có thể là lắp một phần cái ao này để mình có thể xây biệt thự nghỉ dưỡng, rồi còn ao nuôi cá nữa anh chị. Đó, cái ao là phần diện tích ao nè,
Hoàng đang chia tay đấy. Nói chung là chiếm cũng chưa tới một nửa đâu. Đó, nguyên khuôn viên bên đây. Còn con bò đang đứng cho tới hàng trụ là đất trống đó anh chị. Rồi, mình sẽ đi tới cái trụ cái phần mặt tiền ha. Xét lại mặt tiền kéo dài là 44m. Đường này thì xe hơi, xe tải, máy cày vào ra thoải mái rồi, đường đá mi nha. Đây, tới ngay cái trụ điện anh chị. Là hết 44m mặt tiền. Cái này thẳng vào là 40m tới hàng cao su ha. Mặt tiền rất là thoáng luôn. Đó. Bây giờ Hoàng sẽ đi vào cái cạnh là 40m cho anh chị xem. Và theo quy luật bù trừ, nói chung là tiền nào của nấy anh chị. Cái giá ngày hôm nay mà anh Nam để ra cũng khá là hợp lý rồi, không thể nào rẻ hơn nha. Giá này thì anh Nam để cho anh chị có thể về đầu tiên thêm vào lô đất. Một là để ở, hai là để đầu tư phân lô hoặc là bán lại cho nhà đầu tư nha. Đặc biệt là nằm trong khu dân cư lên thổ cư giá rẻ nữa. Thì nếu mà anh chị thích có thể gọi ngay cho Nam số điện thoại góc trên màn hình luôn nha. 0942316280. Hiện tại cái lòng ao này là đang trồng rau muống nha anh chị. Và rau muống nó nở hoa rất là đẹp. Đây, bỏ cái trụ này. Cái trụ tiếp theo nữa là cái ranh giới cuối cùng của lô đất này rồi. Cái cạnh này kéo dài 40m nha anh chị. Tới hàng cao su non phía sau nè. Đấy, từ trên đó về xuống tới đây là 40m. Mặt tiền là 44m. Hoàng cũng sẽ bước lại cái hậu cho anh chị xem luôn. Phân ranh giữa cái lô đất của mình và cái vườn cao su non ở phía sau bằng một cái đường mương nha anh chị. Đó, đường mương này nè. Còn mặt đất đất nó sẽ nở ra là 45m nha anh chị. Đó, cạnh này 40m mình vừa mới đi. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi lại cái phần mặt tiền. Rồi sau đó đi cái cạnh dài nhất là 48m cho anh chị xem. Và nhân video này Hoàng cũng chia sẻ với anh chị luôn là cái động đất này là một trong những cái vị trí đầu tiên khi mà Hoàng bước chân đến cái thị trường bất động sản tại Bến Cầu. Cũng thật là ngạc nhiên, sau cũng khoảng độ vài năm rồi mà cái giá trị bất động sản của nó cũng giá còn rất là rẻ tại vị trí này nha anh chị. Rẻ hơn so với cùng cung đường như thế này ở vị trí trung xã Long Chữ rất là nhiều. Rồi mình đã đi đến cái ranh bên đây nè, ranh bên đây 48m nha. Mình sẽ đi về xuống dưới luôn. Cho nên ngày hôm nay đây là cơ hội đầu tư cho anh chị đang xem video trên kênh của Hoàng. Anh chị chọn lọc được sản phẩm giá tốt như thế này có thể điện ngay chính chủ nữa. Và ngoài ra cái giá mà anh Nam đang kêu là còn thương lượng trực tiếp luôn nha anh chị. Đấy, cơ hội tốt trong cái giai đoạn đầu năm 2023 như thế này. Mình chọn một sản phẩm tốt để đầu tư. Khơi sưng, mở đầu năm mới, một năm làm ăn phát tài phát lộc nha. Đây, tới cái trụ này là hết 48m rồi anh chị. Đó, từ mặt tiền xuống tới đây. Và bây giờ thì Hoàng sẽ di chuyển từ vị trí đất này ra ngoài đường DT786 cho anh chị xem là nó sẽ gần như thế nào. Chỉ khoảng độ 300 mấy, gần 400 mét thôi. Rồi về Ủy ban dân xã Long Chữ luôn. Và Hoàng sẽ chia sẻ luôn cái giá ngày hôm nay mà anh Nam đang kêu bán nhanh lô đất này để cần thu hồi vốn gấp với giá trị là 1.400.000.000. Đấy, nếu mà mình lấy giá này mình chia cho 44 mấy mặt tiền đi thì giá trị mỗi mét ngang sẽ là 31.800.000 mỗi mét ngang thôi nha anh chị, chưa tới 32.000.000 luôn, giá siêu rẻ. Và trước mặt của mình đó là đường DT786 rồi. Xin nhắc lại tổng giá trị đất này là 1.400.000.000. Anh chị xong ngay hết là hai công đất nha. Đây đường DT786 quẹo sang trái nè, thì hướng này là về trung tâm thị trấn Bến Cầu và về Sài Gòn. Cách lô đất của mình là 75 cây. Còn quẹo sang phải, Hoàng sẽ chạy hướng này để về Ủy ban dân xã Long Chữ. Và đó cũng sẽ là cái hướng để về thành phố Tây Ninh, chỉ khoảng độ 15-16 cây thôi anh chị. Và cũng như nhắc lại một lần nữa là anh chị thích lô đất này phù hợp với nhu cầu tầm tài chính của mình thì liên hệ trực tiếp với anh Nam là chủ đất qua số điện thoại góc trên màn hình 0942316280. Mọi thông tin chi tiết thắc mắc cũng như là thương lượng trực tiếp với anh Nam luôn nha anh chị. Đây Ủy ban nhân dân xã Long Chữ nằm bên tay trái nè anh chị. Trường học tiểu học, trường cấp 2, rồi ban chỉ huy quân sự, trạm y tế, cây xăng, tạp hóa, quán cà phê đầy đủ ở đây hết. Và cũng như video này thì anh chị nào có nhà đất cần bán gấp tại Tây Ninh có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 0981877139 để Hoàng xuống khảo sát đất trực tiếp cho anh chị và trao đổi phương án để giới thiệu khách ra nhanh cho anh chị nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại anh chị trong video sau.